Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay thứ tư ngày mùng 7 tháng 11 và bây giờ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh về dự chung vui ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân thôn Đông Mai, xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết 5 năm phòng chống tội phạm có tổ chức. Huyện Khoái Châu đẩy mạnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giải quyết các diện tích đất cấp trái thẩm quyền. Tỉnh Hưng Yên xếp thứ tư toàn quốc về tốc độ phát triển bảo hiểm xã hội bắt buộc. Bắt giữ đối tượng tàng trữ buôn bán trái phép 80 kg pháo nổ. Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã tới dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Đông Mai, xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm. Cùng dự có đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phạm Thị Tuyến, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trần Thị Thanh Thủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trần Quốc Văn, Bí thư Huyện ủy Văn Lâm. Trong năm qua, khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở thôn Đông Mai luôn được củng cố và mở rộng, tạo sức mạnh tổng hợp, góp phần thực hiện cuộc vận động toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và phong trào thi đua xây dựng khu dân cư 3.0. Việc cưới, việc tang đã giảm bớt các hủ tục rườm rà mê tín, 90% số hộ đạt gia đình văn hóa, 100% hộ tái chế trì chuyển ra khu tập trung, hạn chế ô nhiễm môi trường. Phong trào văn hóa thể thao quần chúng phát triển mạnh, thu nhập bình quân đầu người đạt 40 triệu đồng một người một năm, qua đó thúc đẩy phong trào xã hội hóa kinh phí xây mới, sửa chữa các công trình công cộng, góp phần thay đổi diện mạo quê hương. Cũng tại ngày hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tặng bằng khen cho khu dân cư và trao giấy chứng nhận danh hiệu ông bà cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu cháu Thảo Hiền, tặng quà cho các gia đình khó khăn. Sự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với khu dân cư thôn Yên Khê, xã Việt Hòa, huyện Khoái Châu có đồng chí Phạm Huy Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy. Những năm qua, nhân dân trong thôn thực hiện tốt các cuộc vận động lớn như toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống ở khu dân cư, ngày vì người nghèo, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, qua đó góp phần củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Trên 80% số hộ trong thôn đạt danh hiệu gia đình văn hóa, trong đó có 35 gia đình đạt danh hiệu ông bà cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu Thảo Hiền. Sáng nay, Công an tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện kế hoạch số 03 năm 2014 của Bộ Công an về đấu tranh phòng chống tội phạm có tổ chức và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch số 384 năm 2018 của Công an tỉnh về phòng ngừa đấu tranh với tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen trên địa bàn tỉnh. Sự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Đại tá Đỗ Đình Hào, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Thời gian qua, Công an tỉnh và Công an các huyện, thành phố tăng cường công tác nắm tình hình, tập trung đấu tranh với băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức, chủ động phối hợp trao đổi thông tin về diễn biến hoạt động của các băng nhóm đang hoạt động hoặc có dấu hiệu manh nha, hình thành để kịp thời xử lý. Từ đầu năm 2018 đến nay, Công an các đơn vị địa phương đã phát hiện xử lý 15 vụ việc liên quan đến hoạt động tín dụng đen, khởi tố 8 vụ, 14 bị can. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng yêu cầu thời gian tới, cấp ủy Đảng, chính quyền, lực lượng công an các địa phương thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, văn bản chỉ đạo của các cấp về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác phòng chống tội phạm, các phương thức thủ đoạn mới của tội phạm đến các tầng lớp nhân dân, chú trọng xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Lực lượng công an thực hiện hiệu quả các biện pháp công tác, nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ các tuyến, địa bàn, đối tượng trọng điểm để kịp thời tham mưu, phối hợp giải quyết khi có vụ việc xảy ra. Tập trung điều tra, khám phá, triệt phá tận gốc các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen, làm tốt công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự. Các ngành chức năng có liên quan, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự. Tại hội nghị, nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc được Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen.
Ngày 6 tháng 11, huyện Kim Động tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 17, đánh giá tình hình kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 22, nhiệm kỳ 2015-2020. Sau hội nghị có đồng chí Đoàn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy. Sau nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết, Đại hội Đảng bộ huyện đã đạt được nhiều chỉ tiêu quan trọng. Thu nhập bình quân đầu người năm 2018 dự kiến đạt 45 triệu đồng, có 10 trên 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3%, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được cải thiện, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đoàn Văn Hòa yêu cầu trong thời gian tới, huyện cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, đề án, thu hút các dự án sản xuất công nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao, nâng cao chất lượng tiêu chí xây dựng nông thôn mới và xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, kiên quyết xử lý vi phạm theo kế hoạch 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thực hiện tốt nghị quyết Trung ương 6 khóa 12. Ngày 6 tháng 11, Đại tá Nguyễn Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã về trao tặng huy hiệu 70 năm tuổi Đảng đợt mùng 7 tháng 11 cho 3 đảng viên lão thành trên địa bàn huyện Yên Mỹ. 3 đảng viên nhận huy hiệu 70 năm tuổi Đảng là các đồng chí Ngô Văn Xính thuộc Đảng bộ xã Hoàn Long, Nguyễn Thị Thỉnh thuộc Đảng bộ xã Lý Thường Kiệt và Trần Đình Tự thuộc Đảng bộ xã Tân Lập. Đồng chí Nguyễn Chí Công bày tỏ sự trân trọng trước những đóng góp của các đảng viên lão thành đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, mong rằng các đảng viên phát huy tính tiền phong gương mẫu là tấm gương sáng cho các thế hệ cán bộ đảng viên lớp sau học tập và noi theo. Đợt mùng 7 tháng 11, huyện Yên Mỹ có 80 đảng viên được nhận huy hiệu Đảng. Sáng nay, đồng chí Tạ Hồng Quảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hưng Yên đã đến trao tặng huy hiệu Đảng đợt mùng 7 tháng 11 cho các đảng viên tại Đảng bộ phường Lê Lợi. Đợt này, Đảng bộ phường Lê Lợi có 14 đảng viên được nhận huy hiệu 30 năm, 40 năm, 45 năm, 50 năm, 55 năm và 70 năm tuổi Đảng. Trong đó, đảng viên Lê Văn Quýnh được nhận huy hiệu 70 năm tuổi Đảng. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Tạ Hồng Quảng chúc mừng và bày tỏ sự trân trọng đối với những cống hiến của các đảng viên được trao huy hiệu Đảng. Trong thời gian tới, đồng chí mong muốn các đảng viên lão thành với tâm huyết, kinh nghiệm của mình sẽ tham gia giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ, tiếp tục đóng góp thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thưa quý vị và các bạn, ngày 7 tháng 11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật đặc xá sửa đổi. Đại biểu Trần Văn Quý, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên nêu ý kiến đồng tình về việc dự thảo luật không quy định cụ thể thời điểm, số lần, tần suất đặc xá. Việc này để Chủ tịch nước theo thẩm quyền xem xét, tùy thời điểm thích hợp sẽ quyết định. Đại biểu Trần Văn Quý cũng đề nghị, đối với quy định mới được đưa vào trong dự thảo luật về tổ thẩm định liên ngành, cần có sự cụ thể hóa cơ chế, chế tài và phê chuẩn kết quả thẩm định. Đối với Điều 22 quy định về các đối tượng được đặc xá trong trường hợp đặc biệt, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên cho rằng, việc xét đến cả đối tượng được hoãn hình phạt tù và hưởng án treo là quá rộng và chưa hợp lý. Vì hai đối tượng này ở ngoài xã hội, có xét đến thời gian chấp hành hình phạt tù, ý thức cải tạo và mức độ tiến bộ. Do vậy, đại biểu đề nghị không đưa hai đối tượng hoãn hình phạt tù và hưởng án treo vào trong dự thảo luật. Tại hội trường, nhiều ý kiến cho rằng sửa đổi luật phải khắc phục được những hạn chế bất cập sau hơn 10 năm thi hành luật đặc xá trên cơ sở tổng kết thực tiễn thi hành. Ngoài ra, để đáp ứng điều kiện hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay, quá trình sửa đổi luật đặc xá cần quán triệt quan điểm tham khảo kinh nghiệm tốt của các nước trên thế giới. Buổi chiều, Quốc hội làm việc tại hội trường để nghe tờ trình báo cáo thẩm tra về dự án luật thi hành án hình sự sửa đổi và thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật chăn nuôi. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, Khoái Châu là một trong những địa phương có tỷ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân thấp. Đến nay chỉ đạt dưới 10% kế hoạch giao. Đòi hỏi chính quyền và cơ quan chức năng của huyện tập trung các biện pháp đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong những tháng cuối năm.
Sau khi được các cán bộ chuyên môn của huyện về hướng dẫn, đến nay cơ bản hồ sơ các loại đất của xã Ông Đình đã được thống kê phân loại. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để địa phương hoàn thiện thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân. Tuy nhiên, theo cán bộ địa chính thì việc nỗ lực này là chưa đủ, mà cần có sự hợp tác của chính từ phía các hộ dân, nhất là các thửa đất đã giao trái thẩm quyền. Ngoài sự quyết tâm của địa phương ra thì cũng cần cái sự hỗ trợ tích cực của các chủ hộ gia đình có cái đất được ủy ban xã giao nguồn gốc trái thẩm quyền với hộ gia đình cá nhân mà không đồng cảm để thực hiện cùng với địa phương thì cái vấn đề quyết tâm, dù địa phương quyết tâm chẳng nữa nhưng cái vấn đề để thực hiện được thì nó cũng sẽ rất là khó khăn. Trên đây cũng là những khó khăn vướng mắc mà hầu như các xã của huyện Khoái Châu đang gặp phải. Xã Phùng Hưng còn gần 400 giấy chứng nhận đã được cấp lần đầu nhưng người dân không nhận do phải nộp phí trước bạ. Tại một số xã khác như Liên Khê, Đồng Kết, Nhuế Dương còn hàng trăm giấy chứng nhận đã cấp mà không trả được cho hộ dân do diện tích thừa so với số đo cũ. Theo các địa phương này thì tất cả các tồn tại trên đều sẽ giải quyết trong thời gian tới. Hiện nay còn các cái dạng nó thừa diện tích và căn cứ vào quy hoạch địa phương thì nó có những cái ví dụ như là nếu như anh lấn ra thì nó không ảnh hưởng đến giao thông thủy lợi. Thì quan điểm địa phương là ví dụ như các thôn mà các đồng chí thống nhất thì địa phương cũng sẽ tạo điều kiện để giải quyết các vấn đề đó, để đổi số đó. Năm 2018, huyện Khoái Châu được giao cấp gần 20.000 giấy chứng nhận, trong đó trên 50% là đất nông nghiệp. Tuy nhiên, đến nay, toàn huyện mới thực hiện được gần 10%. Vì thế, thời điểm này, huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn cử cán bộ xuống cùng các địa phương, ra soát, phân loại, hướng dẫn các hộ hoàn thiện hồ sơ để cấp giấy chứng nhận lần đầu. Ủy ban huyện chúng tôi cũng đã quyết định thành lập hai cái đoàn kiểm tra để hướng dẫn, để giải quyết các cái khó khăn vướng mắc cho các địa phương trong quá trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo thẩm quyền của huyện. Đồng thời thì cũng sẽ tiếp thu các cái ý kiến của địa phương trong các cái xử lý các vướng mắc mà thuộc thẩm quyền của tỉnh cũng như là của cấp trên thì để chúng tôi kịp thời đề xuất để xử lý các vướng mắc để đẩy nhanh cái tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong thời gian tới. Với sự vào cuộc tích cực của các cấp chính quyền huyện, tin rằng Khoái Châu sẽ sớm hoàn thành kế hoạch về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân. Nhờ đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển, quản lý và đảm bảo các chính sách đối với người tham gia bảo hiểm, tỉnh ta không chỉ có số người tham gia bảo hiểm tăng mà còn đứng thứ tư toàn quốc có tốc độ phát triển bảo hiểm xã hội bắt buộc tích cực nhất. Đến thời điểm này, toàn tỉnh có trên 187.000 người tham gia bảo hiểm bắt buộc, tăng trên 13.000 người so với cùng kỳ năm 2017, đạt trên 100% kế hoạch giao. Các yếu tố được đánh giá tác động đến tốc độ phát triển bảo hiểm xã hội bắt buộc của tỉnh ta tăng đột biến trong thời gian vừa qua là do có nhiều doanh nghiệp thành lập và đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, tỉnh đã có sự chỉ đạo quyết liệt các cấp các ngành bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện nhiều biện pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội và đảm bảo các quyền lợi cho người tham gia. Tính đến nay, số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện toàn tỉnh đạt trên 933.000 người. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 86,2% dân số toàn tỉnh. Sáng nay tại huyện Mỹ Hào, Sở Nội vụ đã khai giảng lớp tập huấn bồi dưỡng cho 244 học viên là các trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố của ba huyện Mỹ Hào, Yên Mỹ và Văn Lâm. Các học viên được nghe giảng viên đến từ Học viện Hành chính Quốc gia giảng dạy truyền đạt 6 chuyên đề, trong đó có 2 chuyên đề về kỹ năng tổ chức hội nghị và hòa giải ở cơ sở. 3 chuyên đề còn lại là hướng dẫn quy trình bầu, miễn nhiệm các chức danh ở thôn, khu phố và vấn đề cơ bản về tổ chức hoạt động ở cấp thôn, khu phố. Lớp học diễn ra trong 3 ngày. Mời quý vị và các bạn đến với mục Đại đoàn kết của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Nhiều năm qua, thôn Đống Lương, xã Hiệp Cường, huyện Kim Động luôn đạt và giữ vững danh hiệu làng văn hóa. Để có kết quả đó,
là nhờ sự đóng góp tích cực của nhân dân trong các hoạt động của địa phương và thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước. Thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, lãnh đạo thôn tích cực vào cuộc tuyên truyền để người dân hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ tham gia. Do đó, chỉ tính riêng 2 năm gần đây, 40 hộ dân trong thôn hiến 300 mét vuông đất tự tháo dỡ tường bao để xây dựng đường xóm. Thực hiện việc cưới, việc tang theo nếp sống mới được người dân hưởng ứng nhiệt tình. Thôn quy hoạch xây dựng nghĩa trang đồng bộ từ năm 2015. Với sự tích cực của người dân trong thôn, nên nhiều năm nay, khu dân cư luôn đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa tiêu biểu. Những năm qua, với sự vào cuộc tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn huyện Ân Thi, cùng các tổ chức thành viên đã có nhiều hoạt động xóa đói giảm nghèo, đem lại hiệu quả thiết thực. Xã Nguyễn Trãi được biết đến là một trong những xã đi đầu của huyện trong vận động xây dựng quỹ vì người nghèo. Bên cạnh việc thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng vào dịp lễ Tết, thì việc xây mới sửa chữa nhà cho hộ nghèo cũng đạt kết quả cao. Từ năm 2017 đến nay, toàn xã đã xây sửa được 16 nhà cho hộ nghèo, giúp các hộ ổn định cuộc sống. Trước kia thì là có mấy gian thì nó đổ nát hết rồi. Thì thôi thì nhờ nhà nước thì là cũng cho được một ít thì là hỗ trợ thì cũng làm thêm được ra nhà nên cho nó cứng cáp một tí. Theo số liệu thống kê, từ năm 2017 đến nay, quỹ vì người nghèo của huyện đã huy động được trên 2 tỷ đồng. Riêng tháng cao điểm năm 2017 đạt 155% kế hoạch tỉnh giao. Nhờ đó đã xây mới và sửa chữa nhà cho hộ nghèo giai đoạn 2 là 74 nhà, thăm tặng quà gần 5.000 hộ. Các tổ chức thành viên có nhiều hoạt động giúp nhau giảm nghèo như hội nông dân, hội liên hiệp phụ nữ với hoạt động tiết kiệm giúp nhau thoát nghèo. Hội liên gia của người cao tuổi, hội chữ thập đỏ thường xuyên thăm tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ban vận động ở các xã cũng họp triển khai và tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh. Thế rồi thì các đồng chí trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư cũng đi vận động tuyên truyền ở các khu dân cư, thường là vượt chỉ tiêu hàng năm tỉnh giao cho huyện thi khoảng 450 triệu thì huyện thi phấn đấu được khoảng 700 triệu. Nhờ sự vào cuộc tích cực của Mặt trận Tổ quốc các cấp mà tỷ lệ hộ nghèo của huyện chỉ còn 5,48%, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày một cải thiện. Vào hồi 15 giờ 30 phút chiều ngày 5 tháng 11, tại bờ sông Cửu Yên, thuộc thôn Phù Ủng, xã Phù Ủng, huyện Ân Thi, người dân phát hiện một tử thi nam giới cùng xe mô tô nhãn hiệu Dream mang biển kiểm soát 89K110452. Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan công an xác minh là ông Đào Văn Phúc, sinh năm 1946, thường trú tại xóm 12, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của ông Phúc. Công an huyện Khoái Châu vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Chiến, sinh năm 1986, ở thôn Bãi Sậy 3, xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, về tội buôn bán hàng cấm. Trước đó khoảng 21 giờ ngày 29 tháng 10, Công an huyện Khoái Châu phối hợp với Công an xã Tân Dân phát hiện bắt quả tang đối tượng Chiến đang tàng trữ trái phép pháo nổ. Quá trình kiểm tra, lực lượng công an thu giữ 23 bánh pháo quấn tròn có đường kính 36cm, cao 6cm, 21 hộp pháo hình vuông và 185 quả pháo trứng với tổng trọng lượng 80kg. Qua đấu tranh, Chiến khai nhận mua số pháo trên của một người đàn ông ở chợ Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh với giá 27 triệu đồng về bán kiếm lời. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Khoái Châu tiếp tục điều tra làm rõ. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình thời sự ngày mai của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, ngoài các tin tức thời sự diễn ra trong ngày, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Nhiều hộ dân huyện Khoái Châu thu hoạch cam vinh cho hiệu quả kinh tế khá. Huyện Ân Thi đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp hàng hóa. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Văn Giang nhiều hoạt động xây dựng gia đình tiến bộ hạnh phúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi.